Khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại bồ tát nào như thật biết rõ tánh tướng các pháp thì chẳng rơi vào ba cõi, chẳng thuộc ba đời. Nếu chẳng rơi vào ba cõi, chẳng thuộc ba đời, tức không thể lấy có tướng làm phương tiện, lấy có sở đắc làm phương tiện để phát sanh sự tùy hỷ hồi hướng qua vị vô thượng tránh đồng bồ đà. Vì sao? Vì tất cả pháp tự tánh không sành, nếu pháp không sành thì không có sở hữu, không thể lấy pháp không có sở hữu kia để tùy hỷ hồi hướng vì không có sở hữu. Sự tùy hỷ hồi hướng qua vị vô thượng tránh đẳng bồ đề của Đại Bồ Tát như vậy, chẳng ra lẫn chất độc, không bị mất và hư hoại, gọi là đại hồi hướng. Không đạ không thuộc, xứng trần pháp giới, rốt giáo viền mãn, nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân trụ Bồ Tát thừa, lấy có tướng làm phương tiện, hoặc lấy có sở đắc làm phương tiện để phát khởi tầm tùy hỷ hồi hướng đối với các lành công đức của chư như Lai và các đệ tử. Phải biết đây là sự tùy hỷ hồi hướng phì pháp, tầm tùy hỷ hồi hướng phì pháp chẳng được chư Phật Thế Tôn khen ngợi. Khi hành bát nhã bà làm mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát nào nghĩ như vậy? như căn thành công đức mà tất cả như lai ứng tránh đẳng giác trong mười phương thế giới như thật thông suốt có pháp như vậy có thể dựa vào pháp này để phát sanh sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược này ta cũng nên dựa vào pháp như vậy để phát sanh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề đây là sự tùy hỷ hồi hướng chân tránh do đây chắc chắn sẽ chứng vô thượng bồ đề chuyển pháp luân vi diệu làm lợi ích cho tất cả hữu tình mấy giờ thế tôn khen thiện hiện hay thay hay thay nay ông mới có thể vì các đại bồ tát làm phật sự lớn vì sao vì ông đã vì các đại bồ tát tuyên nói sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược như chưa như lai ứng tránh đẳng giác như thật biết rõ những căn lành vân vân có tánh như vậy có tướng như vậy có pháp như vậy và phát sanh sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy xứng trần pháp giới rốt giáo viên mãn này chính ông mới có thể tuyên thuyết đúng như thật thiện hiện nên biết nếu các thiện nam tử thiện nữ vân vân phương tiện giáo hóa hữu tình trong hoàng hà gia số tam thiền đại thiền thế giới đều làm cho họ an trụ mười thiện nghiệp đạo thì sẽ được công đức đối với công đức ấy các đại bồ tát này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược đối với công đức ấy là tối tôn là thù thắng là tôn quý là cao đẹp là nhiệm màu là vi diệu là vô thượng là trên hết không gì hơn không gì sánh bằng lại nữa, này thiện hiện ngoài việc làm họ trụ mười thiện nghiệp đạo, nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân phương tiện giáo hóa hàng hà xa số tam thiền, đại thiền thế giới hữu tình, đều làm cho họ an trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông, thì sẽ được công đức. Đại Bồ Tát này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược. Đối với công đức ấy là tối tôn, là thủ thắng, là tôn quý, là cao đẹp, là nhiệm màu là vi diệu là vô thượng là trên hết không gì hơn không gì sánh bằng lại nữa, này thiện hiện, ngoài việc làm cho họ trụ bốn tịnh lự vân vân nếu các thiện nam từ thiện nữ vân vân phương tiện giáo hóa hằng hà ra số tam thiền đại thiền thế giới hữu tình đều làm cho họ an chủ quả dự lưu hoặc quả nhất lai hoặc quả bất hoàn hoặc quả a la hán hoặc độc giác bồ đề thì sẽ được công đức đại bồ tát này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược đối với công đức ấy là tối tôn là thù thắng là tôn quý là cao đẹp là nhiệm màu, là vi diệu, là vô thượng, là trên hết, không gì hơn, không gì sánh bằng. Lại nữa, này thiện hiện, ngoài việc khiến họ trụ quả dự lưu, vân vân Giả sử hàng hà, sao số tàm thiền đại thiền thế giới hữu tình đã có công đức, do thành tựu quả dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán độc giác bồ đề Đại Bồ-Tát này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược. Đối với công đức ấy, gọi là tối tôn, là thù thắng là tôn quý, là cao đẹp, là nhiệm màu, là vi diệu, là vô thượng, là trên hết, không gì hơn, không gì sánh bằng. Lại nữa, này thiện hiện, ngoài việc đã có công đức do thành tựu quả dự liều, vân vân giả sử hằng hà xa số, tàm thiền, đại thiền thế giới, hữu tình khắp mười phương, đều phát tâm quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà, nếu hàng hạ hà, sa số tam thiền đại thiền thế giới hữu tình khắp mười phương ở chỗ các bồ tát kia, mỗi mỗi đều đem y phục, thức ăn, nước uống, đồ nằm, thuốc men và vô số thứ nhỏ cụ thượng hạng. Trải qua hàng hà sa số hút đại kiếp, dùng có sở đắc làm phương tiện, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì ý ông thế nào cho nhân duyên này, căng hữu tình được phước nhiều chăng? Thiện hiện bạch Phật Bạch Thế Tôn rất nhiều, Bạch Thiện Thệ rất nhiều, những phước này nếu có hình sắc thì hàng hà ra thế giới khắp mười phương không thể chữa hết được. Phật dạy, này thiện hiện đúng vậy.